Nhiều anh em bảo là đi mua máy là phải vào cái phần này để xem là nếu mà có cái dòng reset counter hay là panic full ấy thì không nên mua máy đúng không? Thì ví dụ như con máy này nhá, ở trong phần này là không hề có dòng reset counter hay là panic full gì cả. Nhìn ngoài ấy, thì tất cả mọi thứ đều zin nhá. Vỏ zin nhá, xong rồi là kính lưng zin này, cam zin này, màn hình zin. Test mọi chức năng mọi thứ thì đều ok hết thấy cửa hàng khác bán 11 Pro máy zin nguyên bản hơn 7 củ mà anh em đi mua ấy, người ta bán con này có tầm 6 củ thôi mà vẫn cam kết zin thì anh em mua ngay đúng không? Nhưng mà không có gì là không làm được anh em nhé. Người ta vẫn nói ấy, là tốt đẹp thì phô ra mà xấu xa thì đẩy lại. Đấy thì những cái mà bề ngoài như này anh em thấy được ấy là những cái tốt, cái đẹp người ta phô ra. Còn muốn biết máy nó như thế nào ấy thì phải mở ra như thế này mới biết được. Che hết ở trong này rồi còn đâu? thì con máy này ấy, nếu mà anh em không để ý kỹ thì cũng sẽ không biết được đâu nhưng mà khi nghiêng ấy, để nhìn vào ấy, thì sẽ thấy mất cái lớp đệm ở trong này rồi nhá đây em sẽ zoom to lên để cho anh em thấy cái phần này thì dưới cái lớp đen này nó sẽ có những con nách ở dưới và xung quanh cái con nách đấy nó là có những cái lớp đệm xung quanh thì đây em sẽ cho anh em xem một con máy zin nguyên bản nhá thì khi mà anh em nghiêng ấy, đây thì cái phần này anh em sẽ thấy có một cái lớp đệm cao su màu đen ở bên dưới vẫn còn nguyên ở, ở dưới đây nhá Đấy, còn cái con kia là nó đã mất cái lớp này rồi. Còn em sẽ nhấc cái cụm này ra để em nói thêm cho anh em, để cho anh em biết thôi. Chứ còn khi mà anh em đi mua máy thì không thể nhấc cái cụm này ra được. Đấy, thì khi mà nhấc cái đen này ra ấy, thì sẽ thấy là những cái lớp đệm cao su xung quanh của những cái con nách này là đã mất hết rồi nhá. Và khi mà sửa ấy, thì thợ sẽ khò nhiệt dẫn đến là những cái lớp cao su xung quanh đấy nó co lại và không còn nữa. Và dẫn đến là mất hết những cái lớp doang bảo vệ xung quanh. Còn đây em sẽ bóc ra một con máy zin nguyên bản để cho anh em xem cái phần dưới đấy nó như nào thì đây là bên dưới của cái con máy zin nguyên bản thì anh em sẽ thấy xung quanh những cái con nách ấy, nó vẫn nguyên những cái lớp đệm cao su xung quanh đây nhá tức là nó chưa có cái dấu hiệu hò hàn gì cả còn đấy là em cho anh em xem thế thôi trước khi mà đi mua máy thì không ai nhấc cái này lên để cho anh em xem cả mà em cũng nói luôn đấy là đôi khi anh em thấy những cái con máy nó có một dòng reset counter ấy thì chưa chắc nó đã lỗi đâu nhá hôm trước thì có một anh mua máy đập hộp mang qua bảo là kiểm tra sửa thì anh ấy có bảo là anh mua đập hộp về dùng được khoảng tầm 3 bốn tháng thì tự nhiên vào xem ấy thấy có một cái dòng reset counter nhưng mà từ lúc dùng ấy thì chả thấy có vấn đề gì không hiểu sao lại có cái dòng đấy thì nhiều lúc ấy anh em dùng máy quá tải ấy có lúc nó sẽ tự động reset hoặc là anh em cập nhật phần mềm nhé, thì cái phiên bản iOS cũ ấy nó sẽ mất hết tính năng của nó dẫn đến là cái việc thay đổi thuật toán khi mà nâng cấp phần mềm nó sẽ gây ra những cái trục trặc giữa CPU này và những cái, cái IC khác có ở trên máy thì nó cũng sẽ xuất hiện cái dòng reset counter và những cái này nó chỉ liên quan đến là cái việc xung đột phần mềm thôi chứ nó không ảnh hưởng đến máy và nó cũng không phải là lỗi nhá còn nó bị nhiều lần hay là xuất hiện nhiều dòng reset counter thì khi đấy anh em hãng lo cái con máy này là đã được sửa reset counter rồi và như anh em thấy trong phần phân tích dữ liệu là không xuất hiện những cái dòng reset hay là panic full nữa. Thì con này hiện tại em đang thanh lý với giá cực rẻ và anh em nào quan tâm có thể để lại comment ở phía dưới để em có thể tư vấn thêm cho anh em nhá. Thế nhá.